Rồi giờ mình sẽ làm cái bài tập này. Thì bài này nó có hai cách. Một là cái cách cơ bản nhất là mình vẽ xong rồi mình xoay. Hai là mình vẽ trong một cái sketch 3D luôn. Là mình thực hiện như cái sketch này là trong sketch 3D rồi mình thực hiện lệnh sweep thôi. Rồi giờ mình sẽ làm một cách cơ bản trước là làm về xoay body cho mọi người hình dung. Và khi mà mọi người hình dung được rồi thì mình sẽ áp dụng vô mình vẽ một cái sketch 3D thôi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ vẽ vào đây trước nha. Rồi thì để mọi người đọc bản vẽ xíu nè, để mọi người đọc bản vẽ trước là cái thân trụ đây nè, là nhìn từ dưới nhìn lên thì nó sẽ ra cái bản vẽ này đó. Bản vẽ này là khi là nhìn từ dưới nhìn lên của thằng này. Rồi cái thằng này sao là nhìn từ nhìn từ bên phải nhìn qua đó, là cái thằng trụ đây nè, nghĩa là cái thằng lỗ thằng này và cũng là cái thằng này luôn đó. Được chưa rồi mọi người, cái bản vẽ và mọi người vào lên mình sẽ pha cái bay của mình. Lên cái bay đây sau lớp vượt gặp ngày ra đây, lên cái bay của mình đào cái ảnh về cho mọi người làm cho nó dễ đó. Thì mình cũng sẽ đăng cái video hướng dẫn ở trên này rồi nha, cái lớp vượt ra này lập đi ra. Ok rồi giờ mình bắt đầu là mình vẽ cái thằng này trước, là thằng này nó có thông số chút là mình vẽ trước. Rồi mình vẽ đầu tiên mình vẽ ra 10 nè, là mình vẽ một cái vòng cung đại khái nè. Rồi mình đi kích thước trước đây 10. Rồi được chưa nè, 10 nè. Rồi cái phi này là phi nhiêu, phi 5, và cái cung này là cung 7.5, thì chứng tỏ là cái cung tròn đây sẽ là còn lại là 7.5 trừ cho 2.5 thì còn lại là 5. Được chưa? Đó. Rồi cái cung này lại sẽ là cung 5 nè. Rồi. Đó. Wow. Cung 5 nè. Rồi. Còn cái điểm đây nè, cái điểm mà khi mà nó câu qua tới đây là nó dừng. Và cái điểm này là cùng với cái đường tâm này, thấy không? Nằm ngang với cái đường tâm này. Đó. Bây giờ. Đấy rồi, rồi đó cái đường đường cung của cái thằng 10 đây này đó, nó chạy nó đi tới đây nằm ngang với cái đường tâm luôn. Rồi thì mình sẽ làm sao mình kéo cái thằng đây, thì thằng đây nó sẽ nằm ngang với cái đường tâm mà, thì mình cho nó nằm ngang. Rồi được chưa, đó vậy là mình xong được cái thằng cung này rồi. Rồi mình xong được cái thằng cung này rồi đó. Rồi mình đồng ý trước rồi. Rồi để mình coi nè, là cái thằng bản vẽ đây sao, cái thằng cung này này là nó xoay lên tới đây, bắt đầu nó xéo qua một góc là 70 độ nè, nó xéo một góc 70 độ là ngay chỗ cái vị trí mà từ nó cong tới đây, là tắt bắt đầu từ cái vị trí này thì nó sẽ xéo lệch xuống, xéo lệch xuống dưới là xéo qua bên này nè, xéo qua bên trái một góc 70 độ đó, là vị trí này là cái vị trí nó sẽ cắt nè. Rồi nếu mà vậy thì là mình bắt đầu mình edit lại, mình hiểu được cái vấn đề là mình edit lại. Mình sẽ sử dụng cái lệnh supply đây, hoặc là mình vào insert và tool chứ, tool sketch tool lệnh đây supply đây chưa. Còn đây mình cài tính cấp mình đưa ra ngoài rồi, bây giờ mình dùng thôi, tức là lệnh supply mình sẽ dùng một cái cách một cái điểm, và cái điểm đó với lại cái đường tâm đây nè nó nằm ngang với nhau đó. Rồi đó thì mình phát hiện là ngay đây nó bắt đầu cắt, thì bắt đầu cái đường đây là nó loại bỏ rồi, ẩn xuống rồi đó. Thì cái không cần sâu lên luôn. Rồi cái đây là cái biên dạng của mình nè. À. Rồi đó bắt đầu thì mình mới sử dụng lệnh sweep. Rồi đây là mình sweep bao nhiêu phi năm. Rồi mình sẽ nói cái khúc này cho coi mọi người nghe mọi người rõ này. Rồi chọn lệnh select sành chơi, mình chọn cái đường này, chọn đường này thôi đó. Được chưa? Rồi mình sâu thằng đây ra, mình sau thì sẽ kết ra. Rồi rồi thì tới đây mình mới phát hiện ra là ví dụ như mình cái hình của mình là hình này đúng không đó, thì cái đây thì bắt đầu cái khúc còn lại đây nè, nửa còn lại đây thì nó phải xéo qua bên này 30 độ đúng không, đúng không, là cái khúc đây nè, cho nên mình chờ đó cái khúc đây nè thì là Việt Nam
đó, mình chọn mà mình phải cho nó dính với nhau nha, tại vì cái khúc này là còn phải rời đó. Thì mình phát hiện là cái cục đây này nó phải xéo qua bên hông 30 độ, thì mình sử dụng lệnh mua copy đây nè đó. Rồi mình cho cái tâm xoay á, mình điều chỉnh cho cái tâm xoay nó về lại đúng cái vị trí này, đơn giản nhất là mình cứ nhập không không chứ, rồi mình coi trước từ đây lên đây là bao nhiêu, phi 5 thì r nó là 5, r 5 thì là bán kính nó là từ đây lên đây là 5, phi là 5 nè. Rồi được chưa? Thằng y ra bên 10 gì đây này, nhập về số 0 trừ 10 nha. Ồ, nhầm 15. Rồi đúng rồi, từ đây là vị trí 10 thì cộng 5 nữa thì nó sẽ ra cái bán kính ngoài đây rồi đó, không rồi đó. Thì cái vị trí đây là cái vị trí mà bắt đầu nó xoay nè, thì mình coi cái đề nè. Rồi mình quay lại cái mặt này, cái trụ này, cái trụ này và là cái trụ này nha, là cái này như gì đúng không đó, như gì đây là nó đúng từ cái đề. Rồi cái này ra xoay ra 30 độ thì đó, kéo ra xoay qua 30 độ thôi, 30 độ, 30 độ 360 thì còn 330 đúng không, 360 chục 30 độ đó, là mình có được cái nguyên dạng quay của nó rồi nè, nguyên dạng lệch qua bên hông của nó nè. Giờ đúng giờ đó, bọc bọc từ sau ra đằng trước nè, bắt đầu mình mới vẽ cái cong còn lại đến đúc vô trong cái lỗ này, cong cái trụ hông và đúc lên đây. Thì mình cũng làm tương tự luôn, mình đã làm được cái thằng này rồi, cái thằng kia thì cũng tương tự, áp dụng tương tự như thằng này. Rồi thì tiếp tục mình vẽ, mình áp dụng 3D sketch để mình vẽ cho nó nhanh. 3D sketch đó là cái gì, mình lấy cái tâm thằng này trước ra đó, mình biết là thằng này nó sẽ từ đây thẳng ra nè, mọi người test cho cái bề mặt nó chuẩn tâm rồi. Rồi và cái bề mặt này nó sẽ cong một cái vòng cung đó, đại khái gì đi đó đúng không, đúng câu cái đề đúng chưa này. Rồi giờ mình vẽ xong cái thằng trụ này nha, thằng trụ đây nè, một rồi tới đây. Giờ bắt đầu là mình vẽ một cái đường cong rồi mình xỏ vô cái lỗ nè, cái trụ đây nãy mình vẽ xong nha, cái trụ đây là trụ 10 nè, là tới đây nè. Rồi giờ bắt đầu mình còn mình bọt lên tới đây rồi. Rồi giờ việc của mình đã bắt đầu là mình vẽ từ cái khúc mà từ đây ra nữa, mình cong mình xỏ vô cái lỗ nè. Rồi đầu tiên mình thấy nó ra một cái khúc là 5.05 nè, là cái đoạn thẳng đây nè là 5.05 đó. Cái này tới giai đoạn này là đọc bằng dĩa thôi chứ không. Rồi mọi người thấy ra cái tâm này và cái tâm này mình đang vẽ trong môi trường 3D. 3D đây là mình bắt buộc mình phải tạo cái ràng buộc này, ràng buộc vô để nó cùng tâm lại. Rồi mình 5.05 rồi, mình tiếp tục là mình đọc bằng vẽ là mình thấy thằng đây là nó lớn hơn thằng này một xíu nè, là 7.55. 7.55 mà cái bán kính của nó là bao nhiêu, là 2 chấm bán kính của nó bán kính của nó cái phi của nó là bao nhiêu, là 5, thì có nghĩa là cái thằng đây mình sẽ thuộc lại là trừ cho 2.5 là còn lại là 5.05 đó. Rồi thằng này thì nó cong tới đâu, rồi mình coi bản vẽ chứ nè đó, đúng chưa, mình coi thử đúng đúng như cái hình chưa này, cái hình đầu tiên là mình thấy là đó, cong từ trước từ sau đây trước, xong bọt qua bên hông, bọt qua bên hông để xỏ lên đó. Giờ mình là muốn xỏ lên trong cái lỗ này rồi đó, thì giờ mình xoay bằng vỉ ra bên này cho nó giống như gương, giống như bằng vỉ của cái trước mình đang đi nè. Đây đó đúng giờ đó. Rồi đây là cái chiều bằng vỉ, chiều bằng vỉ đây nè đó, mình thấy không đó, 5.5 nè, 5.5 là con một vòng nè, cung tới đây, một vòng cung tới đây, là tới đâu, tới cái vị trí này, cái tâm của nó nè, cùng thua nè đó, thấy chưa. Rồi mình sẽ tới một cái vị trí nào đó cùng phương với thằng này, này là cùng phương đó. Rồi đó, rồi được chưa. Và về
Tới ở đây là mình bắt đầu mình vẽ một cái khúc đoạn đây nè, 3.73, 3.75 nè. Cái đoạn đây thì sao? Cái đoạn đây á thì nó là nghĩa là một cái đường thẳng. Đường thẳng. Tiếp tuyến với thằng vòng tròn này luôn. Rồi, và cái chiều dài là 3.75 đúng không? Thì giờ mình tính sơ bộ nè. Mình tính sơ bộ xíu nè, là từ thằng này ra thằng này, là từ thằng tâm ra đây là 2.5 rồi. 2.5 rồi cộng 3.75 đó, thì mình cứ tính sơ bộ trước đi. Tại vì cái đây nó mặt nó xéo, kích thước nó sẽ khác, nhưng mà mình tính sơ bộ để mình có kích thước trước đã. 3.75 cộng cho 2.5. Đó, mình cứ tính sơ bộ ra như vậy trước. Rồi. Mình tính sơ bộ ra gì trước rồi. Ok, bắt đầu mình mới quan tâm cái vị trí mà nó sẽ xoay. À, đó, cái quan tâm cái vị trí mà cái này thì nó sẽ xoay làm sao tới cái vị trí nào đó. Rồi từ cái vị trí đó thì nó mới bắt đầu nó xéo qua bên hông đúng không? Rồi, bắt đầu mọi người nhìn bạn vẽ xíu nè. Rồi, dùng cái này đây. Từ đây cong qua đây thì mọi người sẽ để ý là nó sẽ bắt đầu xoắn ngay đây vị trí tâm đây, nó cắt một đường nè, nó cắt một đường cho mình dễ hình dung là cái vị trí này sẽ là cái vị trí bắt đầu xoắn của nó nè, bắt đầu bị lệch lên nè, là cái vị trí nào, cái vị trí ngay đây nè, mình sử dụng là midline nha, cái vị trí của nó là cái vị trí này nằm ngang chữ Z đó, cái vị trí đây của nó mới là cái vị trí bắt đầu xoắn nè đó. Đây, cái dòng cung nó sẽ xoay vòng tới đây và cái vị trí này bắt đầu nó bẻ lên, nó bẻ một góc lên. Rồi giờ mình làm liền lệnh shift line sweep đây để mọi người hình dung là 65 nè. Rồi select manager chọn thằng này với thằng này tới đây thôi. Rồi mình không cho nó dính cái gì đó, từ từ lát nữa mình cầm bay sau mình phải hình dung được cái đề cái đó. Rồi mình sau cái này ra. Rồi tiếp theo là mình tiếp tục sử dụng lệnh sweep nhập năm cho nó, mình chơi đường này cái đường này rồi đó, rồi không cho nó dính với nhau nha, mở mình xua đi. Rồi đó, giờ bắt đầu mình xoay, mình thực hiện lại cái lệnh như hồi nãy, mình xoay thôi. Xoay đây là xoay một góc bao nhiêu? Xoay một góc 30, nó hợp với thằng này, thằng này hợp với tâm, thằng này là 60, và thằng này là 30 mà. Có nghĩa là mỗi thằng 30 30 cộng lại hai thằng tâm lệch nhau 60 gì đó. Màu mè xíu hơn. Rồi đó nên là mình quên điều chỉnh cái tâm về lại cái vị trí mà mình bắt đầu xoay. Mình phải đặt cái tâm xoay nó ngay đây này. Đó, đầu tiên là mình phải xóa hết bên này nè, để cho tâm hết để mình quan sát đó. Thì cái thằng x đây nè, cái thằng x đây nè, mọi người để ý nè, là từ cái thằng đầu vô tới cái vị trí đây là bao nhiêu thì mọi người không có biết được đúng không? Tốt nhất mọi người nên đo, mọi người đo từ cái tâm thằng này, từ vị trí này vô cái tâm thằng này là bao nhiêu, 3.6.34 nè, bây giờ từ vị trí này thuộc vô 6.34 rồi đó, thì mọi người mới bắt đầu xoay. Rồi mình muốn xoay thằng nào, mình muốn xoay thằng nào, rồi mình điều chỉnh cái góc độ nó trước, không biết mấy anh đây thì cứ nhập vô xong xong rồi bắt đầu quay sát sau. Rồi cái thằng x đây nè, 36.39 đây là 6.4 của nó, 6.34 của nãy mình đo nè đó, mình phải nhập cho đúng cái tâm 6.34. Rồi bắt đầu mình kéo qua đây một xíu, từ đây thật ra đây hồi nãy của mình là bán kính của mình là bao nhiêu, 5.05 nha, cái mình bán kính của mình là 5.05, thì bắt đầu mình phải thục ra cái trục Z nè, 5.05 đó. Rồi cái tâm đây, ngay chỗ vị trí cái tâm này là mình mới bắt đầu xoay một góc bao nhiêu, xoay một góc 30 độ đỡ hợp với cái thằng 30 độ kia, thằng 60 độ đó. Xong ok chưa? Rồi đây là mình xong cái bài của mình. Rồi giờ nếu mà mình đã hiểu được cái vị trí xoay là cái bài nó như thế nào rồi, thì bắt đầu mình mới vào cái việc mà thứ vẽ PD sketch một nét một thôi. Rồi được chưa? Ôi từ từ còn vướng một cái đây nữa nè,
khi mà mình làm, tại vì cái đây mà mình chia đây, mình sẽ xoay qua cái bề mặt này để mình kiểm tra. Vẽ thì vẽ đúng vẽ được nhưng mà mình phải kiểm tra lại trước. Nè, nó có cái đây là yêu cầu đây là từ mặt này phục vô là 375, thì mình đo lại thử, chọn lượng chữ bếp rồi mình vẽ, mình coi thử cái thằng từ đây tới đây nè có phải là 375 không? Rồi không, không phải 375, là nó là 5.1 đi, ví dụ là 5.1 đi. Thì nếu vậy là có nghĩa là mình bị sai rồi, tại vì cái kích thước hồi nãy của mình là mình đo từ cái vị trí mình cộng là từ vị trí này, nhưng mà lên cái mặt xíu là nó sẽ thụt lại đó. Thì đơn giản nhất, một cách đơn giản nhất, đừng có rườm rà phức tạp. Giờ hồi nãy mình nãy mình đo nó là bao nhiêu, 5.1 đúng không, là nó bị sai bao nhiêu, thì giờ mình thụt lại thôi. Mình biết lại sketch, mình thụt lại, mình bấm lại coi. 5.1 mà trừ cho 5.1 trừ cho 3.75 này nó thụt lại 1.35. Bây giờ trong đây mình trừ 1.35, đơn giản hóa vấn đề trước đó. Rồi mình bắt đầu giùm đo lại nè, chết mình đo thử thằng này từ đây tới đó, 3.75 nè, được chưa đó. Đây ba số cả bè đi, hồi nãy giờ mình làm tròn cái thằng kia đó, chứ nếu mà không làm tròn thì nên là đúng là 3.75 rồi đó. Rồi được chưa? Rồi mọi người hiểu được cái này rồi, bắt đầu mọi người áp dụng vô, mọi người vẽ Spider Sketch. Rồi mình thằng xóa vào đây đây. Rồi giờ mọi người hiểu. Ok, giờ tiếp theo là mình sẽ vẽ theo cái cách Spider. Mình vẽ cái Spider Sketch luôn. Rồi, giờ đầu tiên á, đầu tiên thì mình vẽ ra cái biên dạng như lúc đầu của mình nè. Như lúc đầu của nãy mình chọn nè, mình vẽ cách như nè. Vẽ từ đây ra, bọc xuống, đó, 10, 7 đến 5, rồi. Mình vẽ nhanh cái thước đó nè. Rồi mình vẽ chọn cái bề mặt này đi, rồi nằm ngang đây mình vẽ. Đó, 10, đó, 3. Rồi, hôm nay đặt cái tướng xíu nè, 10 nè. Rồi thằng này với này sao, này với này là cùng phương biết nè. Đó, mình này là nhiêu, 7.5 trừ cho 2.5, còn là 5. Được chưa? Còn thằng này sao, thằng này thì mình nghe dưới thằng này. Đó, mình vẽ là tương tự như thằng kia thôi, mình đã có kiến thức của thằng kia rồi. Thì giờ mình áp dụng vô thằng này. Rồi, được chưa? Rồi như vậy đi, rồi mình sẽ có một cái điểm slip line, cắt làm sao cho thằng đó với thằng này nó phải nằm ngang với nhau đó. Thì mình chỉ cần lấy một khúc này tới này thôi, còn thằng này là mình bỏ. Rồi được chưa? Và cái thằng này sao, bẻ xuống một góc 30 độ, thì giờ mình sẽ bẻ xuống nè, nó bẻ tại vị trí này mà đó, được chưa? Một góc 30 độ. Wow. Mình đang nghĩ ra đây chết nè. Đấy. Ok. Rồi mình tắt. Đấy. Hôm nay xuống là 30 à. Đó, 20 độ. Rồi, thì mình thấy sao cái thằng cung đây này nó sẽ nằm trên cái đường này. Sau khi mình bẻ xuống 30 độ mà. Rồi. Mình bẻ cái thằng này xuống 30 độ. Giờ mình bẻ một cái vòng cung, vòng cung nó sẽ nằm trên cái đường này, rè tới cái đường này xíu nè, rè tới cái điểm này nè đó, cho nó sao cho nó tương đối xíu thôi. Rồi bắt đầu mình nhập bước trước 5 nè. Rồi rồi được cái ràng buộc nè, biết là chết. Như thế nào mình tạo được trường hợp một trước để cho nó thu về là chứ vậy. Rồi vẽ lại, vẽ lại, vẽ lại cái nha, mình sẽ vẽ được cái cung tròn
Thầy cho thằng này với ngày là tiếp tục không giờ thứ hai biết là ngày tiếp tục trước là 5.05 của năm được rồi đó rồi đó mình vẽ ra rồi mình coi cái đề này mình thấy giống cái đề chưa vẽ từ đằng sau vẽ đây trước nghiêng qua một góc 90 độ vẽ sau vẽ đây trước nghiêng qua bất góc 90 độ được chưa rồi tiếp đây thì mình sẽ vẽ tiếp mình vẽ tiếp cái thằng đằng sau nè cái thằng đằng sau sao nói từ đây nó ra sẽ có một cái dòng cung từ đây qua đây đó đúng chưa rồi thằng này với này sao phải cùng chiều y với nhau chứ nè này với này nè cùng chiều y với nhau trước rồi đó rồi mình mới bắt đầu mình đi tiếp trước thằng này ra là đây 5.05 tám cái đoạn thẳng ra thôi cái đoạn thẳng ra 5.05 kích thước hoàn đây là 7.05 nè 7.05 trừ cho 2.5 7.05 trừ 2.5 là 5.05 rồi đó mình bắt đầu mình mới cho điều kiện tiếp xúc này như này tiếp xúc nè rồi cho lại tiếp coi đối thằng này với này là cùng chung y với nhau nè cùng chung y với nhau nè rồi 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 tại sao nó bị đá lỗi như vậy mình chuyển đi kiểm tra rồi rồi nhớ mình cứ tạm thời mình đỡ đá đi rồi mình thêm cái điều kiện ràng buộc xíu cho nó xong chứ đã mình biết á lúc đầu mình vẽ mình biết là thằng này nó sẽ chạy tới đâu nó chạy tới cái vị trí làm sao cho cái thằng nó với lại cái thằng tâm này như biết này chạy tới cái vị trí mình xoay theo mình đây 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 đó nó sẽ xoay nè mình quan sát nè 5.5 này xong công qua đây đúng không đầu này 5.5 chưa đó này 5.5 nè xong rồi cái thằng này với thằng này nè cuối cùng chỉ chụp Z với nhau rồi cái lỗi gì đây mình xóa một thằng thử rồi ok đấy chứ nó mình tạo ràng buộc lại kiểu khác thử ở đó được đây ra nó cứ nó trùng ràng buộc thôi rồi thì tới đây á mình nhớ lại cái bài hồi nãy của mình là sẽ bẻ từ vị trí nào bẻ từ cái vị trí này nè bẻ từ cái vị trí là ngang với tâm nè đó bẻ từ vị trí ngang với tâm là bẻ từ ngay vị trí này nè vâng làm sao cho nó với lại cái thằng tâm đây này nằm ngang với nhau đó mình để thằng này nè thẳng này xuống rồi đó thì từ thằng này mình mới bẻ bẻ một cái góc bao nhiêu bẻ một góc bao nhiêu thì mình vẽ ra vẽ nó thẳng đứng vậy nè đây là mình lấy một cái đường làm mẫu đó đó thằng này cho thẳng với chữ Y chưa thằng này bẻ lên một góc là 30 độ cho đâm vô cái tâm đó đó thằng này với mình cái tâm xoay là nó ngang với nhau nè tâm xoay là nó phải ngang với nhau phải ngang với chữ Z nè đó rồi cái đường cung này nè nó phải nằm trên cái này nè đó nó phải nằm như vậy nè về tới cái cung tròn nè ai dễ rồi mình đi tiếp trước chứ đây 5.05 nè được chưa rồi thằng này với này là phải tiếp tiến với nhau nè nó nằm trên đường này mới tiếp tiến mà để chi để nó đâm thẳng để nó đâm thẳng lên trên đây nữa alo rồi
cái đường này, cái đường thẳng này với lại cái đường 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 này tiếp với nhau đó. Còn kích thước thì sao? Kích thước là từ thằng này nè tới cái thằng cung này nè đó, là tại vì cái thằng này là mình quay hoàn vẽ lại xíu nè. Thằng này từ thằng này là phi 5 đúng không, thì từ thằng này nè tới cái thằng này là 2.5, 2.5 cộng nhiêu cộng 3.75 nữa đó. Thì rồi giờ mình sẽ ghi cái thước là từ tâm đó nha, từ cái đường tâm á, từ cái đường tâm mình đang ghi từ đường tâm nè, 2.5 cộng 3.75 đó là xong rồi, được chưa? Đây là xong được cái sketch của mình rồi, mình sử dụng lần sketch thôi. Lỗi thì mọi người phải kiểm tra lại chứ, mới kiểm tra lại, mình mới kiểm tra lại là không có vấn đề gì, mình tự đơn sẽ kết ra. Nhưng mà mình thử nếu mà mọi người bị như mà đang mọi người thử tổ switch rồi tổ cái thằng thằng lần phay này nè đó là nó sẽ được. Còn trong quá trình mọi người, mình không biết trong quá trình sketch của mình vẽ thì nãy bình thường mình vẽ thì nó đâu có bị vướng vấn đề gì đâu, nó đâu có bị báo lỗi gì đâu. Rồi đó, thì mọi người coi thử, nếu mà như mình thì mọi người thử chọn cái thằng thanh gần đi nha. Rồi để mình đo lại cái thằng đây nè, mình đo lại từ thằng này tới cái thằng bề mặt này có phải là đúng 3.75 không? Cái này ha, 3.75 nè, được chưa? Rồi 3.75 là đã rồi đó, ha, một chi tiết. Rồi mọi người thử nha, mọi người có bạn nghĩ là thử lại thử, ok đổi thằng này nha, đó, rồi ha, nhấn thêm màu lên cho nhìn nó sang trọng chút. Đó, rồi mọi người có thắc mắc gì đó cứ đăng lên nha, để mọi người nhớ tát mặt phẳng từ từ thôi nha, tát mặt phẳng cùng với mặt phẳng mà mình đang vẽ. Còn khi mà báo lỗi gì đó thì mọi người cứ từ từ giải quyết, nếu mà nó không đen thì cứ vẽ xong rồi tạo điều kiện lần lại nha, vẽ một lần không được vẽ hai lần. rồi ok rồi.